nguyên nhân vụ cháy theo công an thành phố hà nội khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3 xảy ra cháy tại khu vực kinh doanh cà phê tầng máy thuộc tòa nhà hỗn hợp ocd có địa chỉ tại số 8 phường ô trợ dừa quận đống đa ngay khi tiếp nhận thông tin trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động 6 xe chữa cháy một xe thang của công an quận đống đa hoàn kiếm và đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội xuống hiện trường triển khai chữa cháy Đồng thời, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động một xe chỉ huy chữa cháy cùng một xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Công an thành phố Hà Nội cho hay, khu vực xảy ra cháy là nơi kinh doanh cà phê tại tầng mái và một phần tầng 7 của tòa nhà có diện tích khoảng 110 m2 với chất cháy chủ yếu là các vật dụng phục vụ kinh doanh gồm bàn, ghế, đồ uống, vân vân. Tại hiện trường, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai tổ trinh sát, tổ chức tìm kiếm, hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn trên các tầng nhà. Cùng với đó chỉ đạo các mũi triển khai phun bọt chữa cháy quanh vùng để khống chế đám cháy, không để đám cháy phát triển và cháy lan ra các khu vực công trình lân cận. Sau một thời gian khẩn trương tổ chức cứu nạn cứu hộ và triển khai tổ chức chữa cháy, đến 10 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Qua đó đã kịp thời ngăn cháy, không để cháy lan xuống các tầng dưới và công trình lân cận. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Sáng 12 tháng 3, đại diện ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày tại tòa nhà OCD ở nút giao xã Đàn Ô chợ Dừa La Thành, thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo vị này, Đám cháy bùng phát dữ dội tại quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà cao 9 tầng, cột khói bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Đống Đa điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Đại diện Ủy ban nhân dân quận Đống Đa thông tin, qua báo cáo ban đầu vụ cháy không gây thương vong về người. Khu vực cháy là một quán cà phê tại tầng thượng của tòa nhà OCD, nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an Hà Nội, tới khoảng 10 giờ 30 phút đám cháy đã được dập tắt. Được biết, tòa nhà OCD thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, diện tích 520 m2 với quy mô 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, đưa vào hoạt động từ năm 2007. Ngày 9 tháng 3, tại bãi giữ xe vi phạm hành chính nằm trong khuôn viên công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đã xảy ra vụ cháy. Thống kê ban đầu, khoảng 200 xe máy là tăng vật vi phạm hành chính của người dân bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Gần 200 xe máy tại bãi giữ xe của công an ở Bình Thuận bị cháy rụi. Nhiều người thắc mắc, vậy công an huyện Tánh Linh có phải đền bù cho chủ nhân của số xe máy này hay không? Người dân cần làm gì để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ cháy này? Giải đáp ban quan của độc giả, luật sư Quách Thành Lực là giám đốc công ty luật pháp trị khẳng định, thiệt hại này cơ quan tạm giữ xe sẽ phải bồi thường toàn bộ theo luật sư lực tại khoản 5 điều 125 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được bổ sung sửa đổi năm 2020 và điều 9 nghị định 11 năm 2013 quy định về quản lý bảo quản tăng vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ tịch thu theo thủ tục hành chính thì khi tạm giữ phương tiện giao thông người lập biên bản tạm giữ người ra quyết định tạm giữ có trách nhiệm bảo quản phương tiện vi phạm hành chính trong trường hợp phương tiện vi phạm hành chính bị mất bán trái quy định đánh cháo hoặc bị hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý bảo quản phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ phương tiện. Theo điều 10, nghị định 115 năm 2013 thì cơ quan tổ chức cá nhân có phương tiện bị tạm giữ có quyền yêu cầu cán bộ quản lý lập biên bản về việc tài sản trong thời gian tạm giữ bị mất, đánh cháo, hư hỏng, thiếu hụt và yêu cầu cơ quan quản lý phương tiện bồi thường theo quy định của pháp luật. Luật sư lực cho biết, khi có căn cứ là kết quả điều tra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ cháy, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Luật sư Nguyễn Thị Xuyến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội bổ sung thêm, những chiếc xe này đã được cơ quan công an ra quyết định tạm giữ nên nó được xem như là một sự chuyển giao trách nhiệm trong việc bảo quản phương tiện từ chủ sở hữu qua cơ quan công an một cách hợp pháp. Cơ quan công an ra quyết định tạm giữ sẽ có trách nhiệm bảo quản nguyên vẹn xe. Cho dù chính cơ quan này thực hiện việc trông coi xe hay là thuê mướn nơi khác trông coi, thì trách nhiệm bồi thường vẫn thuộc về họ. Nghĩa là trong trường hợp này, cơ quan công an ra quyết định tạm giữ, phải chịu trách nhiệm bồi thường. Điều 9 Nghị định 115 2013 quy định rất rõ, người ra quyết định tạm giữ tịch thu có trách nhiệm quản lý, bảo quản tăng vật, phương tiện bị tạm giữ tịch thu. Trường hợp tăng vật phương tiện bị mất, bán, đánh cháo, hư hỏng, mất linh kiện, thay thế, thì người ra quyết định tạm giữ tịch thu, chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người trực tiếp quản lý bảo quản tăng vật phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định tạm giữ tịch thu về việc quản lý bảo quản tăng vật phương tiện. Theo luật sư Xuyến, để có căn cứ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ trái này, chủ sở hữu xe cần phải có biên bản tạm giữ xe vi phạm, tình trạng xe, đời xe để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại. Cũng theo hai luật sư, nếu các bên không thỏa thuận được mức bồi thường thiệt hại, thì chủ sở hữu xe có thể khởi kiện cơ quan công an ra quyết định tạm giữ xe ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội còn cho biết nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nguyên nhân gây cháy do sự kiện bất khả kháng, thì nơi ra quyết định tạm giữ tịch thu phương tiện xe nêu trên không phải chịu trách nhiệm bồi thường, theo khoản 2, điều 584, Bộ Luật Dân sự 2015 còn nếu xác định việc gây cháy không phải là do sự kiện bất khả kháng mà có hành vi phá hoại hoặc bất cần của cá nhân nào đó thì cơ quan ra quyết định tạm giữ vẫn phải bồi thường cho các chủ phương tiện rồi sau đó mới khởi kiện cá nhân gây cháy để yêu cầu đền bù thiệt hại trường hợp có căn cứ cho thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể khởi tố vụ án khởi tố bị can trên thực tế, khi công an tạm giữ xe vi phạm, thường không ghi vào biên bản tình trạng xe cũ hay mới, hư hỏng ra sao. Vì thế, để định giá mỗi chiếc xe trước khi bị cháy có giá trị bao nhiêu để làm căn cứ bồi thường là cả một vấn đề. Mặt khác, nếu bãi giữ xe được mua bảo hiểm thì cơ quan bảo hiểm sẽ là đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ sở hữu xe. Dữ dội tại bãi giữ xe vi phạm của công an huyện Tánh Linh thiêu dụi khoảng 200 xe máy tối mùng 9 tháng 3. Khoảng 18 giờ, lửa bùng lên tại kho tạm giữ xe vi phạm trong khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh trên đường DT720, thị trấn Lạc Tánh, đối diện Ủy ban Nhân dân huyện. Đám cháy dữ dội, gió đẩy cột khói đen bốc cao hơn 20 mét, tỏa ra cả khu vực. Đường dây điện kế hàng rào cũng bị cháy lan. Lửa càng lúc càng bắt mạnh đỏ rực trong đêm, kèm tiếng nổ. Nhiều người đi đường phải dừng xe để đảm bảo an toàn. Lửa cháy lớn quá, ô tô không dám chạy qua, một người dân địa phương nói. Cảnh sát địa phương được điều đến đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đóng tại huyện Đức Linh, đội chữa cháy trung tâm Phan Thiết cách đó 15 km và hơn 80 km được điều đến hiện trường dập lửa. Gần một giờ sau đám cháy được khống chế, bước đầu xác định khoảng 200 xe máy là tăng vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Công an Bình Thuận thông tin, công an tỉnh đang phối hợp công an huyện Tánh Linh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.